mình là Kim Lan. Bây giờ cái này nha, bây giờ chúc mừng nha. Chúc mừng ngày anh Kiều. Chúc mừng ngày Dương Quánh Cười. Bãi nhiệm. Bãi nhiệm Tạ Đức Chí. Chúc mừng ngày chúng ta bãi nhiệm được Tạ Đức Chí, Kim Ly Hồ. Một thành công của cộng đồng Việt Nam. Cũng nhờ anh Hoàng Kiều mà nữa là cộng đồng Việt Nam đạt được tiếng nói của người cộng đồng Việt Nam ở Quận Cam. Đó. Thấy em không? Có em luôn đấy nha. Đó anh Kiều làm gì tụi em ủng hộ hết mình nha. Cái chuyện tốt là được rồi. Rồi uống em chụp do uống. Chúc cái cuộc bãi nhiệm này thành công hơn nữa. Để cho có những người gọi là có khả năng để mà lên lãnh đạo cộng đồng của người Việt Nam một cách đứng đắn và hiệu quả hơn. Rồi xin cảm ơn. Cảm ơn anh Hoàng Kiều. Cảm ơn. Rồi, đây là một trong những người ủng hộ tổ chức của anh Hoàng Kiều đây. Bạn nhiệm chứ, rồi. Anh Kiều đâu có nhúng tay gì vô nè. Chỉ có được anh mừng được bạn nhiệm. Rồi, hay quá, chúc mừng lần nữa. Chúc mừng.